Xin chào quý anh em nha. Hôm nay mình lại về giới thiệu bát rời củ súp 50 cho anh em. Đây là cái dòng bát China Trung Quốc. Nói chung là hàng phù hợp với giá tiền anh em. Hàng phù hợp với giá tiền. Chất lượng China. Giá thành cũng giá thành China cho anh em bằng xô nha. Rồi, đây là 4 quả mà mình lấy ra một quả để bên ngoài quay cho anh em xem. Quay cũng quay thủ công nha. Anh em chịu khó xem nó rung rung chút. Tại vì mình chưa có cái bàn quay. Đang nghiên cứu, đang đặt cái bàn quay. Sắp tới có cái bàn quay, quay sản phẩm cho anh em xem nó được cố định hơn. Đó. Đây là đường viền, đường gân đồ của nó đây. Bên trong á. Lát nữa mình sẽ úp lên cho anh em xem. Đây là cái viền bên ngoài củ súp 50 ở hàng China anh chị. Đó. Mình khui một củ ra mình quay cho mọi người xem. Rồi đây là mình xem cái màn. Đây là bên trên cái màn nó đó. Nhìn nghiêng nè anh chị các bạn. Gần. Nói chung là màn rất là ok. Đây. Mới luôn, mới tinh luôn á. Keo rồi còn mới luôn. Thì nói về giá thành thì không thể nào bì với hàng hãng được. Một cặp này hiện tại thì bán có 3 triệu thôi anh chị các bạn. Một cái là 1 triệu 7. Cái 1 triệu 7, một cặp là 3 triệu. Tiền ship thì anh chị tính tiền ship cho bên giao hàng. Đó. Thì nó không bì với lô hãng được. Nhưng mà giải pháp cho anh em là nhanh lấy lại vốn và làm xô rất là ok. Xô ráp kẹo kéo cũng như đi vàng rất là ok. Nhanh lấy lại vốn đó anh em. Đó, nhìn từ trên nhìn xuống rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ úp lên cho anh em xem nha. Úp ngược lên. Rồi đây là mình đã úp kỹ loa lại phía này cho anh chị coi cái nồi phía trên đó nè. Mình xoay một vòng cho anh em anh chị các bạn cùng xem nha. Xương rồi đít rồi đó, xoay một vòng cho mọi người xem. Chưa có bàn quay thành quay dài nó hơi mệt nhưng mà kệ nè, chịu khó đi chút, đi nhẹ nhẹ chân chút. Rón rén rón rén hả. Rồi đây là cái nút để gắn dây vô nè. Đít lội, đây là cái chấn keo nó hay gì nè. Giá rất hợp lý anh chị các bạn. Mình đánh cái này nè. Mình hàng ngày mình thử đồ rồi cái này. Đây anh chị các bạn, mình thử đồ bằng cái này. Này, súp kép đây. Súp kép đây và cặp đây mình bỏ ngoài mình chưa ráp nè. Đây cũng là một cặp súp kép nè. Đó, mình đánh toàn là cái củ đó không á. Rồi quay lại cho anh chị các bạn là mình có loa 50 hàng China cung cấp cho anh chị các bạn nha. Ai cảm thấy hợp nhãn thì liên hệ ủng hộ. Tính cảm ơn. Ráp loa kéo, loa xô, đi xô đám cưới đồ nói chung là rất là ok. Trong cái tầm tiền vàng bình dân. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh em xem video nha. Liên hệ với Tuấn qua số điện thoại trên màn hình nha. Xin chào các anh chị các bạn.